Mini Cooper phiên bản châu Á anh chị ha. Suzuki Swift 2019 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan anh chị nha. Nhìn cái form dáng xe anh chị thấy nó vuông á, nhìn như những chiếc Mini Cooper. Đây là Suzuki Swift anh chị ha. Xe thì lăn bánh chỉ có là 34.000 cây thôi, đứng biển số tỉnh, một chủ sử dụng từ đầu. Nội thất anh chị nha, còn rất là mới luôn. Suzuki Swift thì mình được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan anh chị nha. Nước sơn màu xám, còn rất là đồng đều luôn. Form dáng nhìn vuông vức, nó vuông vuông, nhìn nó dễ thương anh chị ha. Phía sau xe nè, có cái camera da nhỏ nhỏ nằm ngay giữa. Và cái phần cốp của xe rất là rộng anh chị. Đây, cốp sau này rất là rộng luôn anh chị nha. Sơ cua dự phòng của xe là chưa chạm đất luôn. Sơ cua dự phòng chưa chạm đất luôn anh chị ha. Thì hiện tại em vợ đang chào bán chiếc Suzuki Swift 2019 này với giá là 430 triệu anh chị nha. Có hỗ trợ anh chị mình đăng ký sang tên và tất cả khu vực tỉnh thành, có bao rút hồ sơ gốc luôn. Về chất lượng xe thì bên em Huệ có cam kết với anh chị bằng văn bản công ty nha, xe không lâm đụng, không mọc nước, động cơ hộp số mình không hạ, không lại tu, có ga tự động, lưu hành trôn luôn, bao tiếp hẹn trên toàn quốc anh chị nha. 430 triệu anh chị mình yêu thích loại xe này, liên hệ với em Huệ để em Huệ hỗ trợ anh chị đầy đủ thông tin chi tiết hơn nha. Và bây giờ em Huệ mời anh chị đi vào thông tin chi tiết của mẫu Suzuki Swift này, em xin mời. Suzuki Swift 2019 anh chị, form dáng nhỏ nhắn xinh xắn rất là dễ thương luôn. Trang bị luôn cho mình là cái cụm đèn pha projector này, mặt đèn ở đây nè còn sáng bóng luôn anh chị nha, sáng bóng luôn. Mặt ca lăng ở phía trước à, có những cái nan thiết kế hình tổ ong rất là đẹp luôn. Mà những cái nan này anh chị thấy nha, nó rất là chắc, hình thang ngược. Phần này có mạ chrome nè, còn sáng bóng luôn. Đèn zin ha, sơn zin xung quanh xe còn rất là nhiều luôn anh chị. Vỏ này anh chị, vỏ này anh chị đi được thêm 20-30 nghìn nữa vô tư anh chị ha. Mâm thì có chạy xước đây tí xíu này, nhưng mà không sao hết, mấy cái phần này bên em Huệ thấy phay lại anh chị mình không sao hết anh chị ha. Đăng kiểm đường bộ của xe thì còn dài hạn đến tháng 8 năm 2025, để anh chị mình cứ thoải mái mình vô tư đi ha. Có dán sẵn phim cách nhiệt luôn rồi nè, có bộ bè che mưa, tay nắm cửa bên này cũng có cảm biến luôn anh chị. Tất cả bên trong này thì rất là mới luôn anh chị ha. Cái ghế nỉ này là nguyên zin theo xe 2019 anh chị, xe này là mình nhập khẩu từ Thái Lan anh chị nha. Và cái phần cửa mở phía sau á, nó sẽ mở từ cái khu vực này đó, ở khu vực này thay vì nằm ở phía dưới. Thì hàng ghế ở phía sau á, thì mình chỉ là nó nằm ở cái mức là rộng vừa phải thôi anh chị, rộng vừa phải á. Phông nhán xe còn phông nhán hatchback mà đó, ghế này còn mới tính luôn, đi rất là ít á. Như đây 3 điểm có seat belt hết á. Hàng ghế phía sau này 3 ghế đều có 3 cái tựa lưng ghế hết luôn anh chị, đi rất là nhỏ gọn dễ thương, nhỏ gọn dễ thương anh chị ha. Cụm đèn ở phía sau sáng bóng luôn, Suzuki Swift. Và cái phần cốp á anh chị, một cái điểm khá là ưng luôn trên những chiếc Swift đó chính là anh chị mình có thể mở được từ ở phía sau, mình không phải mở từ ở trong anh chị ha. Đây, rất là gọn, rất là đẹp luôn, ở phía sau rộng lắm anh chị. Đai ốc keo chỉ ở đây nè, nguyên zin mà liền lạc theo xe hết luôn anh chị nha. Cái khu vực cốp rất là rộng anh chị, để đồ đạc vô tư. Sơ cua dự phòng này là mình chưa chạm đất luôn. Và cái mâm dự phòng là mâm sắt anh chị nha, thay vì là mâm đúc giống như cái mâm chính, nó sẽ là mâm sắt. Sơ cua dự phòng này còn gì cui luôn. Khung gầm này em quay cận cảnh luôn cho anh chị. Gầm này anh chị rất là đẹp luôn nha. Bên em về cũng có xịt rửa luôn cho anh chị rồi, nó không có bị rỉ sét hay có những cái va đập ở phía dưới khung gầm của xe anh chị nha. Bên em bán ra là có bao test hãng luôn anh chị, hồi test hãng vô tư luôn anh chị nha. 430 triệu thôi anh chị. Tay nắm cửa còn có cái cảm biến mở cửa nè, bên cạnh nó có cái chìa khóa cung cấp trong trường hợp mà chìa khóa của mình bị hết pin anh chị ha. Có bi cửa nè, nhìn nỉ luôn mà còn rất là mới luôn. Gương chỉnh điện anh chị ha, những chi tiết này mạ chrome nè, rất là mới luôn. Và liếc đồ nghe em đó anh chị, Suzuki thương hiệu của Nhật anh chị nha. Xe thì bảo dưỡng đều và đầy đủ hết từ trong hãng luôn anh chị nha. Ghế còn mới tinh nè, có 34.000 cây à, ghế nỉ mềm mại anh chị ha. Rồi không quên, vô lăng ở bên trong mà thiết kế này đi khắc, nên anh chị bước vào mình bước lên bước xuống nó rất là gọn luôn, nó rất là gọn luôn. Và thiết kế nhìn nó thể thao anh chị nha, có ga tự động nè, cruise control luôn đầy đủ cho anh chị. Rất là đẹp luôn anh chị. Rồi em mở phần máy ra anh chị mình nghe âm thanh chung với em ha. Rồi bây giờ em mở máy ra nha. Động cơ rất là lanh luôn anh chị nha, máy 1.5 lận anh chị, máy 1.5, ô lo hiện tại chỉ có 34.000 cây. Màn hình thiết kế rất là đẹp ha, hai bên có những cái điểm nhấn là cái chi tiết màu đỏ thế này nè, rất là đẹp. Màn hình trung tâm này là zin theo xe luôn anh chị nha, hai cái cửa gió điều hòa tròn tròn ha, nhìn như hai cặp mắt kính nè. Điều hòa
Điều hòa là chỉnh tự động luôn, rất là nhiều chức năng luôn anh chị nha. Điều hòa chỉnh tự động nè, này chỉnh hướng gió, hộp số tự động, hộp da luôn, nhìn rất là đẹp luôn anh chị ha. Nhựa, chi tiết này đều là nhựa theo xe hết, nhựa hết luôn anh chị. Hộp để đồ rất là to bản luôn, và cái DVD này nè là xài cổng HDMI luôn anh chị, đúng chất nha, đúng chất luôn, là những chiếc xe của Nhật Bản anh chị ha, họ thất mới tin nè. Anh chị mình đi cái xe này thì những chi tiết nhựa này anh chị đi chục năm nữa nó cũng không có bị hỏng, không có bị chảy luôn anh chị nha. Để nó hoàn toàn là nhựa luôn, nó sẽ không có bị chảy. Trần xe này còn mới tinh, đèn đốm á, mới tinh luôn anh chị ha. Đèn nổ startup đồ cũng có sẵn hết luôn cho anh chị rồi nè. Rồi cận cảnh anh chị khoan máy của chiếc Suzuki Swift anh chị nha, 2019. Máy là 4 máy anh chị nha, máy 1.5 mà là 4 máy. Rất là đẹp luôn anh chị nha. Ốc này còn sáng trưng luôn. Về thì bên em cũng đã xịt rửa chi tiết luôn rồi, rất là đẹp luôn anh chị nha. Đang ốc keo chỉ là nguyên zin liền lạc hết luôn. Anh chị mình test hãng là vô tư luôn anh chị nha. Có cam kết với anh chị luôn bằng văn bản công ty nha. Xe không đâm đụng, không ngập nước, động cơ, máy số mình không hạ, không đại tung. Ở đây keo chỉ anh chị thấy không? Rất là liền lạc luôn anh chị nha. Cabo, ốc chưa ra con nào hết luôn. 430 triệu anh chị nha. Anh chị mình yêu thích mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp với em Huệ nha. Để mình thương lượng giá để mình có cái mức giá ưu đãi tốt nhất anh chị. Để bên cạnh đó em Huệ có thu mua và trao đổi xe cũ luôn đến từ tất cả các thương hiệu. Họ thu mua xe cũ tận nơi. Xe đang còn vay vốn ngân hàng, đang thế chấp bên thứ ba, bên em có mua bán và giao dịch luôn. Thì hoặc là anh chị mình có gia đình, bạn bè, người thân gì nó có nhu cầu bán xe hoặc là đang cần đổi xe thì cũng nhờ anh chị liên hệ với em Huệ nha. Thì em Huệ cũng sẽ có hỗ trợ anh chị làm cái cà phê hoa hồng cũng như là cái chi phí điện thoại của anh chị. Rất là mong xin nhận được sự ủng hộ của anh chị nha. Khi mình có nhu cầu mua bán và trao đổi xe qua sử dụng anh chị nha. Em xin phép kết thúc video tại đây. Và hẹn gặp lại anh chị ở những chiếc video kế tiếp, những mẫu xe kế tiếp. Em xin chào.